màu cuối cùng em lên cho các chị nhà mình đó là tông màu xanh đen, một cái gam màu phải nói là xuất sắc, đẹp sang, mặc lên gọn dáng và rất là tôn da các chị nha. Đó, các chị ngắm cái form lòng giùm em. Với những cái mẫu đồng thiết kế đơn giản nè, với chất liệu ren như thế này thì em nghĩ là các chị mình lựa chọn tông màu tối thì mặc rất là sang và nó gọn dáng được các chị nha. Và với mẫu này thì các chị lựa chọn màu tối sẽ không bị già đâu ạ. Vừa sang vừa gọn người mà mặc rất là sáng da các chị. Em cho các chị mình coi cận cái chất ren nha. Vải rất là mềm và cái hoa văn của ren này là hoa hồng. Đó, họa tiết nhìn nó sang lắm các chị. Cầm cái chất vải bên ngoài các chị sẽ rất là thích luôn, tại vì nó mềm lắm các chị ơi. Độ đàn hồi nó rất là cao nữa các chị. Mặc không hề khó chịu châm chích gì cả. Lót trong thì bên trong lót vải lụa nên chất vải bên trong cũng rất là mềm và mịn nha. Đây các chị coi giùm em, phần chân váy được chụp ly rất là đều. Mình giặt không sợ bị nhã ly ra đâu các chị. Và ly này sẽ được giặt đều từng ly luôn các chị ha. Tạo được cái độ xòe và phần tùng tròn cho các chị, mặc lên rất là xinh. 45-75kg các chị cứ chốt đơn giùm em. Mẫu này hiện tại bên em còn số lượng rất là ít. Chị nào có đặt hàng thì mình nhanh tay để lại cho em hai thông tin, số điện thoại và kèm mã sản phẩm để bên em tư vấn và chốt đơn hàng sớm cho các chị nhà mình nha. Rồi, cảm ơn các chị rất là nhiều ạ.